Những thử thách trong chương trình VTC Tài Năng Trẻ đã bắt đầu. Ngày mai Thành sẽ phải thuyết trình bài thứ nhất, anh sẽ phải làm nội dung bài thứ hai và hoàn thành các deadline được giao. Vì vậy mà kế hoạch tối nay là ngồi ngay vào bàn làm việc ngay khi về nhà để có thời gian hoàn thành công việc. Sau đó anh sẽ đi ngủ sớm để ngày mai có sức chiến đấu. Để đảm bảo được kế hoạch, anh sẽ phải đảm bảo tinh thần làm việc hết sức thoải mái. Anh quyết định ăn uống no say rồi tắm trước và sau đó ngồi vào bàn làm việc. Nhưng tắm ngay sau khi ăn thì không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất là đi rửa bát trước, sau đó sẽ đi tắm rồi mới ngồi vào bàn làm việc. Nhưng mà lại còn phải đổ rác nữa chứ. Chẳng nhẽ tắm xong rồi mới đi đổ rác. Thôi tốt nhất là đi vứt rác trước, sau đó đi rửa bát, đi tắm sau đó rồi ngồi vào làm việc vậy. Nhưng mà vừa ăn xong lại chạy bộ 6 tầng xuống đổ rác thì rất không tốt cho đường tiêu hóa. Thôi tốt nhất là cứ ngồi xem phim một tí đã, sau đó đi vứt rác rồi đi rửa bát rồi đi tắm sau rồi mới ngồi làm việc. Nhưng mà phim HBO thì toàn 90 phút, nhỡ mà không bỏ được thì sao? Thôi tốt nhất là chỉ xem một tập phim online, một tập chỉ dài 20 phút. Như vậy là cùng thời gian anh bỏ ra thì anh xem được đến 5 tập phim. Và đương nhiên là anh cũng sẽ không có lý do gì để xem hết cả 5 tập, nhất là khi mà anh đã xem hết cả rồi. Nhưng mà tất nhiên là anh sẽ ngồi xem hết cả 5 tập. Sau khi đã xem xong cả 5 tập phim, đi vứt rác, đi rửa bát, đi tắm, đi làm việc và cuối cùng thì anh cũng đã ngồi được vào bàn và bắt đầu làm việc. Anh lướt qua bản phân công công việc rồi nhếch mép cười vì bao nhiêu phương án đã lộ ra và chỉ cần gõ vào Google là có thể thoải mái đào về cả một núi tài liệu đủ nói trong vài tuần. Và anh bắt đầu lướt phím, từng con chữ hiện ra ngay ngắn trên màn hình. 1, 2, 3 và anh đã lập một cú hat-trick cho nội dung đầu tiên với thời gian kỷ lục. Và cứ với tốc độ như thế này thì có 10 bài thuyết trình cũng không thành vấn đề gì cả. Vì vậy anh tự thưởng cho mình 15 phút giải lao. Và như thế thì đủ để anh không mang tiếng bắt nạt. Và cũng đủ để ngồi Facebook một chút, 2VL một chút, go.vn một chút. Và cũng có thể xem YouTube một chút nữa. Cho đến khi anh nhận ra là mình vừa bỏ ra hẳn một tiếng đồng hồ để xem những thứ nhạt nhẽo mà ai cũng biết, thì anh mới hốt hoảng quay ra làm bài. Và anh chợt nhận ra rằng tờ phân công công việc của anh có hai mặt chứ không phải là một mặt như anh nghĩ, và rằng anh chưa làm được gì cho bài thuyết trình ngày mai và chỉ còn vài ba tiếng nữa là trời sẽ sáng. Anh tự an ủi mình rằng không ngủ là cùng chứ gì, cố gắng đêm nay ngày mai về sẽ ngủ. Nhưng mà tất nhiên có không ngủ đi chăng nữa thì anh cũng không thể làm xong bài tập của mình nữa rồi. Nếu muốn bài này mình không bị thấp điểm thì cần phải làm gì đây ta? Và nếu như thế thì cần có bao nhiêu thời gian để làm những việc này nhỉ? Và đương nhiên là anh đã không còn đủ thời gian nữa rồi. Và anh bắt đầu đổ lỗi tại sếp đã giao cho mình quá nhiều việc, tại nhóm trưởng của anh đã giao cho anh quá nhiều việc, hay tại vì anh Facebook đã làm cho anh mất tập trung, hay tại vì anh quá đẹp trai mà hồng nhan thì bạc mệnh. Rồi anh tự hỏi về những bước đi trong cuộc đời của mình. Vì sao mình lại Facebook trong khi mình phải làm việc? Vì sao mình lại theo cái ngành này nhở? Và vì sao mình lại không thích vào nhạc viện? Tại sao nhở? Và vì sao hồi mẫu giáo khi được chọn học hát hay học võ thì mình lại chọn đi học múa? Và nếu mà hồi đấy mình chọn học hát thì sau đó lên cấp 3, mình thi vào nhạc viện, sau đó đi thi The Voice, nhưng mà không được giải nhưng vẫn được mời đi hát trong các dịp hiếu hỉ. Nhưng mà không thèm, rồi tuyên bố tạm dừng ca hát để chuyển sang đóng phim. Thôi rồi, còn gần này thời gian thì kịp làm được cái gì nữa chứ? Anh nhìn ngắm lại tờ phân công công việc xem có đúng là ngày mai mình phải thuyết trình hay không. Anh xem dự báo thời tiết xem ngày mai có mưa đá hay thiên thạch gì không. Anh tuyệt vọng tìm kiếm xem là ngày mai có phải ngày tận thế hay không. Và có vẻ như tận thế sắp xảy ra thật, nhưng lại chỉ xảy ra với mỗi mình anh mà thôi. Cuối cùng anh quyết định rằng đằng nào cũng muộn rồi, thôi đi ngủ sớm lấy sức mà chiến đấu. Nhưng mà đương nhiên là anh đang ngủ ngon lành rồi đến sát giờ làm thì sao. Dù sao thì cũng không có gì phải ủ rũ cả. Bài thuyết trình này dù sao cũng không ảnh hưởng lắm đến tương lai nghề nghiệp của anh. Và thay vào đó, sao anh lại không về nhà và ngủ một giấc thật tử tế để tối nay có sức để chuẩn bị bài cho ngày mai. Ui giời ơi, nhưng mà điều đấy thì không bao giờ xảy ra rồi. Thôi thì cứ tiếp tục xem nốt tập phim hôm qua đã.